Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và chào tất cả các anh em, các bạn ở trên kênh của mình ha. Hôm nay mình ngày đầu tiên sau một thời gian mình ngưng, mình đi làm clip cho các bạn xem. Mình cũng muốn sorry với tất cả các bạn là trong thời gian qua mình không làm clip được, tại vì gia đình xảy ra một số việc. Với lại bà ngoại của mình đang chuẩn bị phẫu thuật để mổ cái khối u ở trong bụng, cho nên mình cũng khá bận, nên không có thời gian, không có tâm trạng để làm clip. Thì mình cũng rất là thành thật xin lỗi tất cả các bạn và quý vị khán giả. Và qua đây mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn, các anh chị em trên kênh và quý vị khán giả theo dõi Dạo Ngoại Việt được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mình xin chào và mong mọi người ủng hộ mình trong những ngày tiếp theo ha. Mình xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Đây. Mình sẽ bắt mấy con lợn như thế này để cắm câu các bạn ha. À, để mình nhấc cái lóc đó. Mấy con lợn đang đu đu đó, mình sẽ lấy nó xuống. Đây các bạn. Nhấp cái lóc. Đó rồi các bạn. Đó. Nhấp cái lóc bằng đó. Đó. À, mình sẽ dùng con nhện to này nhấp cái lóc này các bạn ha. Các bạn xem nha. Còn đây nó chạy đâu rồi? Còn như các bạn. Có vậy mà nhấp nhận rồi. Tí mang phần để em lấy ra.
ta chờ lái luôn nha các bạn. Đó, đây mới vừa cắn câu luôn nó đó. Mình câu bằng con nhện này ha. Đây các bạn, đó cắn tan nát con nhện rồi. Ở đây là con cá lóc cắp nãy giờ luôn. Đó đây các bạn, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đó, cực đỉnh luôn ha. Đây, nhấp bằng mồi, bằng mồi nhện. Mình lua mồi giả, mồi nhái nhưng mà nó không, nó cắn không có đó, không đóng được. Giờ mình nhấp bằng mồi nhện là dính được nó. Đó, như một con lóc đồng thiệt là to ở ruộng này. Rồi, các bạn xem xong clip nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt cá ra mình cho vô bọc, rồi mình mang cái thùng mình đi trả cho người ta. Hồi sáng đi mình không mang cái thùng đựng cá, phải bỏ một cái bọc các bạn ha, rất là phiền. Đây cho vào hai bọc cho nó cắt ăn. Đây mình trồng hai cái bọc rồi nha các bạn. Đếm cá rô trước coi. Một con cá rô, hai cá rô, ba cá rô, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, mười con, mười một con, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi con, hai mốt con, hai hai, hai ba, hai bốn, 25, 26 con cá rô. Như vậy là con cá lóc nhỏ hồi nãy câu nó cũng xảy ra đi mất tiêu rồi nha các bạn. Chỉ còn mỗi một con cá lóc lớn thôi. Cá lóc lớn câu sau là còn. Đây được hai mấy con cá rô với một con cá lóc to. Xảy một con cá lóc nhỏ rồi, ngủ quá. Bất cẩn thôi. Rất là tiếc nha các bạn, xảy mất một con cá lóc rồi. Đây, thành quả hôm nay của mình được bao nhiêu đây? Rất là nhiều cá các bạn ha.
được con cá to. Rồi, mình sẽ ngưng ở đây và mình đi về nha các bạn. Xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Các bạn xem xong clip bấm đăng ký ủng hộ mình ha. Mình xin cảm ơn và xin chào các bạn. Đây, thành quả mình câu hôm nay nha các bạn. Bây giờ không xảy mất con cá lóc, là được 2 con cá lóc rồi ha. Xảy mất con cá lóc nhỏ rồi. Còn đây là con cá lóc to nè. Ở trong nhà nó hơi tối, đóng cửa sổ, giờ kéo rèm, cho nên mình phải dùng đèn cho nó sáng. Đây các bạn, đó, con cá lóc mình câu rồi.